Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tình. tình cảnh bi thảm của cô dâu Việt bị bạo hành ở Singapore. Ngày 27 tháng 7, BBC tiếng Việt có phóng sự cảnh khốn cùng của cô dâu Việt bị chồng Singapore đuổi khỏi nhà sau sinh của phóng viên Thương Lệ. Phóng sự kể về số phận của một phụ nữ Việt lấy chồng Singapore nhưng bị chồng đuổi ra khỏi nhà và không cho gặp con hơn một năm về trước vào tháng 2 năm 2023. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết 4 năm trước, Lily, 30 tuổi, từ Đồng Nai sang Singapore làm công việc phục vụ trong nhà hàng. Trước đó, vì là người Việt gốc Hoa và thông thạo tiếng Hoa, cô ở Việt Nam làm công việc trợ lý và phiên dịch cho chủ người Trung Quốc hoặc Đài Loan. Sau đại dịch Covid, công việc làm ăn không thuận lợi nên Lily quyết định sang Singapore với hy vọng có thu nhập cao hơn. Theo BBC, cuối năm 2021, Lily gặp được người chồng bản địa, hơn cô 15 tuổi đã có hai đời vợ và làm nghề sửa chữa máy lạnh. Hai người hẹn hò rồi kết hôn vào tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt khi cô mang thai. Người chồng liên tục chỉ trích cô tăng cân và so sánh cô với những người phụ nữ khác. BBC dẫn lời kể của cô cho hay, trong quá trình mang bầu và ở cử, cô không được tẩm bổ mà người chồng thích thì bỏ đói vợ, ném tàn thuốc lá vào người vợ. Tới tháng 1 năm 2023, Lily sinh con trai nhưng chồng cô không phụ giúp nên cô phải tự chăm sóc, không được nghỉ ngơi đầy đủ, dẫn đến loét tử cung hậu sản. Đỉnh điểm là ngày 11 tháng 2 năm 2023, khi cô bị chồng đuổi khỏi nhà và phải ngủ ngoài công viên. Khi đã kiệt sức, cô đánh liều vào xin nghỉ nhờ và xin một bữa ăn tại nhà hàng xóm đối diện nhà anh chồng và mẹ chồng. Và đây là hình chỗ ở của Lily tại nhà tạm lánh. Con gái người hàng xóm biết được câu chuyện của cô thì đã gọi lên trung tâm hỗ trợ công lý gia đình trình báo. Sau đó vẫn theo BBC, Lily được đưa vào nhà tạm lánh ở cùng với những cô dâu ngoại quốc bị bạo hành, người Philippines và Ấn Độ. Thời gian đầu, cô liên tục đau ốm và phải nhập viện cấp cứu vì loét tử cung, nhưng nhà chồng không hỗ trợ khi nhận được thông báo từ bệnh viện. Cô cũng không gặp được con trai mới sinh trong suốt 10 tháng, cho đến khi cô nhận được sự trợ giúp của chương trình Hỗ trợ Công lý Gia đình Singapore, cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những người nước ngoài thu nhập thấp, có con là người Singapore. BBC dẫn lời bà Jun Lim, giám đốc điều hành công ty luật Focus Law Asian, người đã nhận thủ lý vụ việc của Lily và xin được lệnh của tòa cho phép cô được gặp con trai một lần mỗi tuần, mỗi lần hai tiếng. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết, trong phán quyết lần hai của tòa án, quyền cấp dưỡng con thuộc về chồng cô, người tuyên bố muốn ly hôn. Lily nói rằng cô cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này và ôm hy vọng mong manh về lần phán quyết quyền nuôi con vào tháng 11 tới. Và đây là hình quán ăn ở Singapore, nơi Lily đang làm việc. Cô dự định sẽ tiếp tục ở lại Singapore làm việc để kiếm thêm thu nhập lo cho bản thân, lo cho con và gửi tiền về phụ giúp gia đình ở quê. Luật sư Chun cho biết hiện tại chồng của Lily phải tuân thủ lệnh của tòa án cho cô gặp con, nếu không sẽ phải chịu hình phạt. Bà Jun từng nói trong một cuộc phỏng vấn của BBC hồi tháng 4 năm 2024 rằng có nhiều cô dâu Việt lấy chồng Singapore và sống hạnh phúc, nhưng cũng có người đang phải sống với bạo hành gia đình, thậm chí có thể bị bạo hành kéo dài cả chục năm. Trong trường hợp ly hôn, họ phải tìm được chỗ ở và công việc mới, điều đó không dễ dàng vì chi phí sinh hoạt ở Singapore rất đắt đỏ. Theo bà Jun, nhìn chung những phụ nữ Việt qua Singapore kết hôn thường không có học vấn cao, mạng lưới quan hệ xã hội của họ bị hạn chế ở Singapore. Chỉ khi đến nhà tạm lánh, họ mới được nhân viên xã hội giúp đỡ và cho họ thấy rằng họ có nhiều cơ hội hay có nhiều cách để giải quyết vấn đề. Bộ Nội vụ Singapore cho hay, những người nuôi con mang quốc tịch Singapore được phép tạm trú dài hạn ở nước này cho đến khi con đủ 21 tuổi. Khi tròn 21 tuổi thì người con có thể bảo lãnh cho mẹ có thể tạm trú dài hạn Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin tình. tình cảnh bi thảm của cô dâu Việt bị bạo hành ở Singapore Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin đầu tư 2 triệu đô la cho chức Cục trưởng Cục C-10 Bộ Công an. Ngày 27 tháng 7, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán Cần Thơ, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, sắp được điều động về Bộ Công an giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03, kế nhiệm Trung tướng Phạm Thế Tùng mới vừa lên chức Thứ trưởng Bộ Công an. Vị trí giám đốc tỉnh Quảng Ninh sẽ được trao cho Đại tá Trần Văn Phúc, sinh năm 1978, quê quán Đông Anh, Hà Nội, hiện là giám đốc công an tỉnh Thái Bình. Đại tá Nguyễn Quang Phương, sinh năm 1976, quê quán Quảng Ninh, hiện là cục phó cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an, sẽ lên nắm giữ chức vụ cục trưởng C03, kế nhiệm thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm mới vừa lên chức thứ trưởng Bộ Công an. Và đây là hình thiếu tướng Trần Văn Thiện bên trái và trung tướng Lê Minh Hùng bên phải thiếu tướng Trần Văn Thiện, đệ ruột của Vương Đình Huệ, hiện là cục phó cục cảnh sát quản lý trại giam C10 Bộ Công an, sẽ lên nắm giữ chức vụ cục trưởng cục C10, kế nhiệm trung tướng Lê Minh Hùng sắp nghỉ hưu. Được biết trung tướng Lê Minh Hùng sinh năm 1963, quê quán Hà Tĩnh, là anh ruột của ông Lê Minh Hưng, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Bố của Hưng là cố thượng tướng Lê Minh Hương, nguyên bộ trưởng Bộ Công an và là người nâng đỡ Diều Giác Tô Lâm trên con đường thăng tiến trong Bộ Công an. Chính vì vậy, Lê Minh Hưng tuy là người Hà Tĩnh nhưng lại thuộc nhóm Tô Lâm. Trở lại chuyện Thiếu tướng Trần Văn Thiện, hồi đầu tháng 5 năm 2024, Thời báo chấm D đã đưa tin như sau. Đại gia Đồ Bành, thân Đức Nam đã đầu tư 2 triệu đô la Mỹ cho Thiếu tướng Thiện để lên chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam C-10. Theo đó, Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục C-10, hứa sẽ nhường chức Cục trưởng cho Trần Văn Thiện cam kết sẽ về nghỉ hưu theo chế độ mà không xin gia hạn thêm thời gian. Nói về tình trạng mua quan bán chức tại Bộ Công an mà Tô Lâm để lại, khi lên nắm quyền ở Bộ Công an, Tô Lâm đã bóp chặt chính sách, thâu tóm mọi quyền lực và quyết định về tay mình. Thời Trần Đại Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an, các thứ trưởng của Bộ có quyền lực và tiếng nói rất lớn. Nhưng khi Tô Lâm lên nắm quyền, ông đã thu hết quyền bính về tay mình, các thứ trưởng chỉ hữu danh vô thực. Và đây là hình Tô Lâm ông Trầm mua bán chức trong ngành công an. Tô Lâm thâu tóm mọi thứ từ những chuyện nhỏ nhất. Ví dụ, trước đây khi một đơn vị của Bộ Công an tuyển dụng cán bộ thì chỉ cần phê duyệt của Thứ trưởng phụ trách, nhưng sau này phải xin ý kiến đồng ý của chính Bộ trưởng Bộ Công an. Khi lên nắm quyền ở Bộ Công an, Tô Lâm cho giải tán hết các tổng cục để nắm quyền bổ nhiệm đến trưởng, phó phòng các cục, công an các tỉnh. Theo dư luận trong ngành công an thì các phòng cao nhất cả tỷ đồng, những phòng như kinh tế, giao thông thì nhiều tỷ đồng. Cấp cục trưởng, phó cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc tùy từng đơn vị địa phương từ vài trăm ngàn hoặc lên đến cả triệu đô la. Mục đích của Tô Lâm khi giải tán hết cấp tổng cục là để thâu tóm quyền lực và vơ vét. Đó là di sản mà Tô Lâm để lại tại Bộ Công an. Được biết tình trạng mua quan bán chức ở Việt Nam đã diễn ra từ mấy chục năm nay, từ khi tổng trọng lên nắm quyền thì tình trạng này ngày càng công khai, trắng trợn và phổ biến hơn. Đến mức vào năm 2019, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh phải đưa vấn đề này ra trước nghị trường. Tuy nhiên, rất khó xác định ai mua, ai bán bởi cả người mua và người bán đều là những quan chức, thậm chí là quan rất to. Đại biểu Sinh cũng cho rằng việc nhũng nhiễu đối với người dân là có sự chỉ đạo, sự ăn chia của lãnh đạo một cách có hệ thống. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đầu tư 2 triệu đô la cho chức Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.